Hi, xin chào các bạn, lại là mình Uyên đây. Và các bạn thấy khung cảnh hôm nay như thế nào? Rất là xanh, rất là thiên nhiên luôn đúng không? Và mới một khung cảnh thiên nhiên như thế này thì không thể không nhắc đến một chiếc điện thoại mới tinh là iPhone 13 series màu xanh lá cây này đây. Đây là lần đầu tiên Apple mang đến một màu sắc mới không chỉ ở trên bản thường mà còn có trên cả bản Pro nữa. Không giống với năm ngoái khi chỉ có iPhone 12 hay là iPhone 12 mini mới nhận được tùy chọn màu sắc mới, đó là màu tím, thì năm nay ở cả 4 phiên bản đều có một màu sắc xanh mới, như là iPhone 13 và iPhone 13 mini sẽ có một màu sắc xanh là green, và iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max thì sẽ có màu sắc xanh là iPad green. Và đây, ngay trên tay mình đây là một em iPhone 13 thường với phiên bản là màu xanh lá cây rất là đẹp, đậm chất quân đội luôn. Mặt lưng của em này thì trông khá là bóng bẩy, và đối với mặt lưng như thế này thì nó sẽ làm tôn lên cái màu xanh trông nó khá là đậm đà hơn nữa. Khung viền kim loại thì em này sở hữu một màu xanh đậm hơn một chút để có thể cho cái nhìn động thể nó hài hòa hơn. Theo mình thấy thì màu xanh này rất là hợp với các bạn mà trẻ trung, năng động, rất là cá tính nữa. Và đối với em 13 Pro Max này đi ha, thì em này sẽ có một màu xanh nhạt hơn một chút. Mặt lưng thì mờ nhám và trông sang hơn hẳn so với lại em 13 thường lúc nãy. Nhìn thoáng qua thì em này trông khá là giống với lại phiên bản màu Midnight Green của 11 Pro. Nhưng mà em này thì trông xinh hơn, trông sáng hơn rất là nhiều so với em đó. Ngoài khác biệt về màu sắc ra thì ở các em iPhone 13 series màu xanh lá cây này vẫn giữ nguyên cho mình những thông số y như cũ. Và về với giá thành chính xác á, thì phải đợi em này về với thị trường Việt Nam, đặc biệt là trên hệ thống Sephones, thì các bạn có thể tìm hiểu chi tiết hơn nhé. Sephones là chuỗi bán lẻ ủy quyền Apple tại Việt Nam, có hơn 70 cửa hàng khắp cả nước, trợ giá lên đời 1 triệu đồng, thêm ưu đãi qua các đối tác thanh toán đến 1 triệu đồng. Anh em quan tâm hàng Apple chính hãng thì ngay từ bây giờ hãy click vào đường link bên dưới để đăng ký mua sớm nhé. Đối với mình á, thì mình cảm thấy màu xanh này rất là đẹp, rất là cá tính nha. Tôi là tôi ưng rồi đó, đặc biệt là cái iPhone 13 Pro Max này nè. Còn bạn nghĩ sao về màu mới này của Apple? Hãy comment bên dưới cho mình biết với nhé. Và rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nhớ like, share và subscribe ủng hộ cho 7S nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.